Nghệ sĩ Bảo Trung tên thật là Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1955. Bảo Trung nổi tiếng là một danh hài đắt xô của thập niên 90 ở Việt Nam. Vào năm 1992 thì ông được bình chọn là một trong 10 danh hài được yêu thích nhất trong năm. Ông còn tham gia đóng phim và đạt một số giải thưởng. Giống như Hoài Linh, Bảo Trung có thời gian thường trú ở Mỹ và sau đó về Việt Nam. Cuộc sống gia đình cũng ít được Bảo Trung nhắc đến. Ông từng qua một lần đổ vỡ. Nếu ai hỏi, ông chỉ cười, xin đừng nhắc lại chuyện cũ. Chỉ biết rằng Bảo Trung và vợ trước có hai người con đã lớn. Người vợ hiện tại đã đem đến cho Bảo Trung một gia đình hạnh phúc, trọn vẹn với ba đứa con chăm ngoan. Bảo Trung chia sẻ, có lẽ tôi may mắn được sự thông cảm và chia sẻ của vợ con. Vợ tôi cũng từng hoạt động nghệ thuật, nhưng tình nguyện lui về sau từ khi sinh đứa con đầu lòng. Cô ấy hiểu và chia sẻ được sự ham nghề, ham diễn của tôi. Bà xã của Bảo Trung tên là Thủy Uyên, vốn là người mẫu minh họa cho các chương trình ca nhạc. Bảo Trung kể về chuyện tình ngày ấy. Khi Thủy Uyên minh họa cho chương trình thu video tấu hài của Bảo Trung, Bảo Trung đã làm quen và chỉ một vài lần nói chuyện với nhau. Bảo Trung có tình cảm và thấy rằng đây là một nửa của mình. Vậy đó, Bảo Trung đeo riết, bày tỏ tình cảm, chân thành nóng bỏng đến độ sắt thép không phải bị nung chảy. Kết quả là Bảo Trung và Thủy Uyên đã chọn đúng một nửa của mình và họ làm lễ thành hôn. Từ khi lấy chồng, Thủy Uyên cũng rời sàn quay, tự nguyện làm cái bóng theo Bảo Trung khắp mọi miền đất nước trong những chuyến lưu diễn. Chỉ đến khi có cô công chúa đầu lòng Quỳnh Phương ra đời và một năm sau đó, hai vợ chồng mới tạm xa nhau mỗi khi Bảo Trung đi diễn xa thành phố. Làm vợ nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ nổi tiếng, quả là không dễ. Đi chợ không được trả giá, ra đường phải tôm tất, ăn nói phải cân nhắc, và làm bất cứ điều gì cũng phải nghĩ đến danh tiếng của chồng, là những điều mà Thủy Uyên luôn coi trọng. Vốn rất mê nghề và ham diễn nên thời gian biểu diễn của Bảo Trung là những show diễn luôn đầy kín. Vì vậy hầu hết mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do vợ đảm đang, thậm chí là chuyện lớn như là mua nhà hoặc chọn gạch xây nhà. Những show lưu diễn có khi kéo dài gần nửa năm trời, nhưng không chia cách được tình yêu của hai người. Bởi ngày nào, Bảo Trung cũng gọi điện về thăm hỏi và kể cho vợ nghe những chuyện vui buồn trong chuyến lưu diễn. Để bù lại, Bảo Trung tự cho phép mình nghỉ diễn vào ngày thứ ba hàng tuần để đưa vợ và các con cùng đi vui chơi, shopping hoặc là coi kịch. Thời gian ở bên nhau không nhiều, nên cả hai vợ chồng rất trân trọng những giây phút đoàn tụ. Vì vậy, sóng gió hầu như không tìm đến. Bảo Trung chỉ có một tật xấu, đó là rất mê xe, mê điện thoại và đồ điện tử, nên luôn mua bán thay đổi mỗi khi tìm được món hàng mình ưng ý. Tuy không hài lòng vì tính lãng phí này, nhưng Thủy Uyên vẫn chiều chồng và xem đó như một nghệ sĩ tính. Mỗi khi về Việt Nam thì Bảo Trung vẫn ở bên nhà vợ. Dù rằng anh thừa sức mua cho mình một căn hộ riêng, Bảo Trung hiện tại cũng có hai căn biệt thự ở quận 7 và nhiều căn hộ chung cư cao cấp, nhưng đã cho thuê hết vì không được ở thường xuyên thì sẽ xuống cấp. Bảo Trung chia sẻ anh vẫn thích ở bên nhà vợ, đơn giản vì anh muốn giữ nếp sống cũ và muốn gần gũi những người thân để cùng nhau trò chuyện, chia sẻ.